Xin chào mọi người, mình là Thùy Linh. Team của mình có Minh Khang và Tuấn Đạt. Chúng mình đến từ lớp 9B. Hôm nay chúng mình sẽ giới thiệu cho các bạn cuốn sách đặc biệt của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, cuốn sách Cô gái đến từ hôm qua. Tháng năm luôn chứa đựng tình cảm sâu đậm nhất của tuổi học trò, và tôi lại đang sống trong một tháng năm đặc biệt ấy, tháng năm của thời học sinh cuối cấp. Những âm thanh quen thuộc của tiếng ve kêu, của màu hoa phượng nở đỏ rực khiến chúng tôi xao xuyến hơn bao giờ hết. Năm nay chẳng còn là niềm vui khi hè về, thay vào đó là sự luyến lưu mái trường, thầy cô, bạn bè với những giọt nước mắt chia ly cuối cấp. Ngồi ở nơi mà mình đã lớn lên, nhìn lại hồi tiểu học chẳng lo toan, thời cấp 2 để mơ mộng. Nó sẽ khác hẳn với những điều mà tôi chuẩn bị phải đối mặt tiếp theo đây ở một chặng đường mới mang tên trung học phổ thông. Mới đó mà đã không còn chơi đùa vô tư như ngày xưa nữa rồi. Không biết bao giờ mới có thể gặp lại chúng bạn để cùng đuổi nhau quanh sân trường hay tranh đồ ăn nữa. Những lúc trống vắng thế này, tôi sẽ lại lôi ra quyển sách được tặng hồi lớp 8, cuốn sách chứa đựng những gì chân thực nhất của thời học sinh, cô gái đến từ hôm qua. Để tôi kể cho các bạn nghe về cuốn sách đặc biệt này, Cô gái đến từ hôm qua là tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh, tác giả mà có lẽ ai có thanh xuân đều biết đến. Sách gồm 170 trang, do nhà xuất bản Trẻ phát hành và tái bản năm 2017. Chuyện kể về cậu học trò tên Anh Thư và cô bạn Tiểu Ly. Khi còn nhỏ, Anh Thư mượn cho mình là Nhất, bắt là Tiểu Ly, cô hàng xóm cạnh nhà. Đồng hành cùng nhau suốt một khoảng thời gian dài, họ đã trở thành một phần không thể thiếu của nhau. Anh Thư tuy luôn cho mình là trung tâm vũ trụ, nhưng khi ai đó động đến Tiểu Ly, cậu nhất quyết không bỏ qua. Có lần, Thư đánh nhau với bạn cùng lớp, vô tình làm cô chảy máu đầu. Biết lỗi của mình, cậu luôn quan tâm đến vết sẹo trên trán cô. Họ chơi với nhau rất thân, nhưng rồi một ngày, Tiểu Ly phải rời quê lên thành phố. Thư rất buồn, cậu chỉ có thể lấy quyển sổ bí mật của Tiểu Ly để làm kỷ vật cuối cùng. Khi cô đi, Thư không dám nhìn mặt cô lần cuối. Người ta nói xa mặt cách lòng, nhưng trong tâm trí họ lại luôn có bóng hình của đối phương. 10 năm sau, khi Thư đang là học sinh lớp 12, một cô bạn từ thành phố trở về tên là Việt An. Ngay lúc cô bước vào lớp, anh Thư cảm thấy trái tim đã không còn tự do nữa rồi. Cậu cùng người bạn thân là Hải Gầy tìm cách cưa đổ Việt An. Để bắt chuyện, cậu đã tìm mọi cách. Thích một người là thấy họ trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống. Anh Thư cũng vậy. Cậu nhìn thấy Việt An trong giấc mơ, trong lời thơ bay bổng, là mọi lúc mọi nơi. Thư vẽ rất đẹp, cậu vẽ An trong những trang giấy trắng. Tuy không thích đọc sách, nhưng Thư lại muốn mượn quyển sách mà Việt An thích. Sau này, người ta mới hiểu rằng cậu muốn kèm bức chân dung mình vẽ Việt An cho cô ấy. Cậu để ý từng hành động của cô, biết An thích ăn kẹo, ngày nào Thư cũng mua cho cô. Và rồi, họ cứ thế thân thiết hơn. Sau cùng, anh Thư nhận ra Việt An chính là Tiểu Ly năm xưa. Bạn đang hỏi vì sao đúng không? Vì Tiểu Ly chỉ là cái tên mọi người hay gọi thôi, còn tên thật của cô là Việt An. Cô gái ấy vẫn luôn hướng về anh Thư nhưng muốn tỏ ra kiêu ngạo, đồng đảnh một chút. Cô muốn biết vị trí của mình trong lòng anh Thư. Ngoài cặp nhân vật chính, người đọc cũng bắt gặp tình cảm đẹp và đáng trân trọng giữa thầy cô và học sinh, giữa các học sinh trong tập thể lớp. Cô gái đến từ hôm qua trước hết là dành cho lứa tuổi mới lớn. Mọi tình tiết, cảm xúc của nhân vật trong truyện đều mới lạ, hấp dẫn với lứa tuổi này, khiến bạn đọc luôn ước ao mình sẽ được trải qua một chuyện tình lãng mạn như vậy, hay mong muốn mình có một người bạn tuyệt vời như thế. Bên cạnh đó, truyện cũng rất cuốn hút với những người đã trưởng thành, bởi khi đọc, hình ảnh thời áo trắng hồn nhiên, lãng mạn sẽ ùa về. Có lẽ khi ấy người đọc sẽ nở nụ cười, hay những ánh mắt nhìn xa xăm để nhớ về một khoảng trời trong xanh nào đó. Cuốn sách là chìa khóa nhắc lại ký ức tuyệt vời của mỗi chúng ta,
Sau khi đọc xong cuốn sách, bạn đọc sẽ hồi tưởng, nhớ lại những tháng ngày vô tư. Người đọc sẽ bắt đầu tìm lại được những cảm xúc mà có lẽ rất lâu mình đã lãng quên. Đó cũng là niềm tin mà cuốn sách gửi gắm tới bạn đọc. Tuy cuộc sống có thực dụng, thì một ngày nào đó, ta vẫn sẽ gặp được người nguyện đồng hành cùng ta. Có những người đến rồi lại đi, nhưng cũng có người đến để ở lại với ta cả đời. 4 năm học ở Pascal chính là 4 năm đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi. Đó là nơi đã giúp tôi trưởng thành và hoàn thiện bản thân từng ngày. Được học ở Pascal là niềm vinh dự lớn nhất của mỗi học sinh. Bởi ở nơi đó, tôi luôn biết có những người thầy, người cô đã vất vả dạy dỗ chúng tôi nên người. Cảm ơn các thầy cô đã không ngại mệt nhọc soạn giáo án, luôn giảng dạy hết mình cho chúng con. Cảm ơn tập thể K7B đã cùng đồng hành dưới mái nhà Pascal. Khi còn có thể bên nhau, hãy gạt bỏ những giận hờn vu vơ, hãy yêu thương nhau một cách sâu đậm. Thời học trò một khi đã qua, sẽ chẳng thể trở lại và sẽ luôn in đậm trong ta những dấu ấn khó phai. Hãy cùng nhâm nhi ly trà và đọc Cô gái đến từ hôm qua để thưởng thức những dư vị ngọt ngào của một thời học sinh đầy yêu dấu nhé. Trên đây là những gì mà chúng mình muốn gửi gắm đến bạn đọc. Nếu các bạn thấy hay, các bạn có thể tìm đến cuốn sách Cô gái đến từ hôm qua của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn. Không về.